Dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam sau 4 năm triển khai đã giúp giảm phát thải gần 1 triệu tấn CO2 mỗi năm. Dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam được triển khai từ năm 2018 đến năm 2022 với tổng kinh phí thực hiện sau điều chỉnh là 54,6 triệu đô la Mỹ, trong đó 52,9 triệu đô la Mỹ vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế hỗ trợ cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp và 1,7 triệu đô la Mỹ vay từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế do Bộ Công Thương quản lý để thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần thiết trong quá trình thực hiện dự án. Mục tiêu dự án này nhằm cải thiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Sau 4 năm triển khai thực hiện, dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả thành tích khả quan. Theo đó, hai hợp phần của dự án đều được triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ hơn 100 doanh nghiệp đã được cung cấp tiếp cận thông tin dự án, trong đó có khoảng 50 doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp đã được nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ dự án như đánh giá hiệu quả vận hành, tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tính toán hiệu quả đầu tư cũng như đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng.